Chào quý khán giả. Thì hiện tại bây giờ là Vân đang ở tuốt ở Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vân đã lặn lội từ ở quận mấy ta, quận 8. Vân đã chạy qua bên đây luôn để đến thăm cái trường hợp mà anh Coleman đã quay trong cái chương trình Tiến ra 4.0. Đó là cái cô bán bánh tráng trộn. Thật sự mà nói thì coi cái chương trình đó xong thì Vân cũng rất là xúc động với cái trường hợp của cô. Cũng khá là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải vất vả đi kiếm tiền nữa. Với lại mà một phần là Vân cũng đang thèm bánh tráng trộn. Đây, cô đang ngồi đây nè quý khán giả. Cô ngồi trước cái cổng văn hóa luôn, nhà thiếu nhi. Dạ, cô ơi, con xin phép quay cô tí xíu được không ạ? Dạ, con chào cô. Dạ, con là bà xã của anh Coleman. Hồi lúc anh có ra quay cô Tiến ra 4.0, cô nhớ không ạ? Cháu này có quay. Dạ đúng rồi, hôm bữa quay á, cũng cách đây mấy ngày á. Dạ, rồi, có nữa. Vậy hả? Quay là quay cái đoạn mà... Dạ. Mà bán. Dạ vâng. Bên đường về cũng quay, bên đường bên kia về đó. Dạ. Quay. Dạ. Trời ơi, thương quá. Thật ra thì con coi xong cái đó là con rất là gọi là khâm phục cô luôn. Và hôm nay con cố gắng, tại vì nhà con tuốt quận 7 rồi. Con chạy ở đây cũng gần cả tiếng đồng hồ á. Dạ. Con ra đây ủng hộ cô. Con cũng thích ăn cái món này lắm nha. Mà con gái con ở nhà cũng mê lắm. Nhưng mà con gái con nó còn nhỏ cho nên là một lát cô trộn với con mà. À, mua bánh tráng hả con? Rồi, đợi tí xíu nha. Có một em nhỏ đang mua bánh tráng. Con ăn cay không? Rồi, không cay ha. Rồi, bánh tráng nhìn ngon lắm nha cả nhà. Tại vì thật sự rất là thích ăn cái loại bánh tráng này, nó mỏng, nó không có bị dai dai. Con rất là sợ ăn những cái bánh tráng mà nó bị quá dai á cô. Dạ. Nhìn cô làm rất là gọn gàng và sạch sẽ luôn nha cả nhà. Tuy là mọi thứ chỉ có một chút ít thôi nhưng mà rất là sạch. Dạ sao ạ? Quay vô coi. Dạ. Dạ đúng rồi. Hôm bữa thì con không có đi chung. Nhưng mà con coi qua YouTube á. Dạ, con thấy cô làm hấp dẫn quá nên là hôm nay con quyết tâm là con phải chạy ra đây để con mua về nhà ăn. Wow. Những cái này là cô làm hết luôn hả cô? Mua chứ con. Dạ. Có cái là cô có cái mua. Dạ vâng. Chứ sao làm hết nổi thiệt luôn á. Mấy cái này cực lắm. Rồi. Con xin phép con kẹp cái này cho cô nha. Cho con, tại vì cô nói hơi nhỏ đó. Cho nên là sợ quý khán giả trên kênh của con á không có nghe rõ cô nói. Cô đang trộn bánh tráng nha cả nhà. Thì ở đây nói chung là từ quận 1 chạy ra thì cũng khá là xa. Nhưng mà quý khán giả nếu mà ai ở gần đây á, nếu mà được á thì ra ủng hộ cô. Tại vì cô bán từ khoảng 4 giờ phải không ạ? 4 giờ tới 8 giờ mà 4 nếu giờ mà đến còn, 8 giờ nha quý khán giả. Nếu còn thì 9 giờ về thì à, còn nếu mà còn á thì cô sẽ ráng bán đến 9 giờ cô mới về. Dạ. Đây có ngày 15 con. 15 ngàn nha con. À 5 ngàn, trời nghe thành 15 ngàn quý khán giả. Rồi, cảm ơn con nha. Dễ sợ. 15 hay 5 ngàn hả? 15 hả? Dạ. Vậy lát cô làm cho con một bịch giống giống vậy nhưng mà làm khô á. Mà cô làm cho con 30 ngàn nha. Một bịch 30. Dạ, tại vì con tới 2 đứa lận. Nếu mà cô bán nguyên một ngày như thế này thì... Nếu mà bán... Không có. 4 giờ mà qua bán như tới 8 giờ 9 thì giờ đó. Chứ. Dạ đúng rồi, bán một buổi như thế này thì bao nhiêu tiền? Thì con... Thường thường là bao nhiêu tiền? Thường thì hai mấy bịch. Hai mươi mấy bịch. Hai mươi mấy bịch. Hai mươi mấy bịch mà mỗi bịch 15 ngàn. À, có bữa dạ. Đông thì 30 bịch, 35 đúng chừng con, đó. Dạ. Đúng 15 ngàn. Dạ đúng rồi. Cô ơi, cô bán cái này lâu chưa vậy? À, đợt
nhưng mà bà bán nhiều lắm, bán chán rồi là bà bán sau cùng. Đây à, mấy có năm. Nghĩa là trước lúc đó là cô bán rất là nhiều. Và cái bánh chén này là sau này cô mới bán. Sau này mới bán. Dạ. Rồi thấy bây giờ già rồi. Dạ. Thôi để bán bánh này cho nó khỏe khoắn. Dạ nó đúng rồi, nó gọn hơn. Rồi, còn mình nấu nướng này kia nó rất là cực. Dạ. Đó. Vậy đó. Nhưng mà ở nhà cô còn ai nữa không hay là sao ạ? Còn hai đứa, ba đứa cháu, một đứa gái, hai đứa trai. Dạ, ba đứa cháu, một đứa gái, một anh trai. Anh trai là con trai của bà. À, dạ. Là anh trai nó làm bảo vệ. Dạ. À, còn nhỏ gái, con nhỏ gái là con của anh là bảo vệ. Còn hai đứa con trai cháu nội là vậy ba má cháu đó rồi. Dạ. À, đó. Nhưng mà có ở chung với cô không? Ở chung với con. Dạ. Ở nhà mà. Rồi lúc mà bưng đồ đây là bưng phụ cô ra đây phải không cô? Nó chở bà qua tới. À dạ, vậy cũng đỡ. Về, 8 dạ. giờ nó qua. Đó là hôm đúng ngoài cảnh đó đó. Dạ. Cảnh là chở ra. Dạ. Dọn hàng xuống. Dạ. Hàng xuống là quay cái lúc mà dạ. khách ăn uống gì đó. Dạ vâng. À, rồi. Thế thương quá à. Nè con nói nghe nè, tại sao có con cháu không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tự nhiên đi bán chi cho mệt vậy? Nó con dặn làm cái gì rồi bây giờ sống con à. Như con mà nên là mới dễ ngắn mấy chị sống à, làm bảo vệ dạ đúng rồi. Ừ. Dạ đúng rồi. Rồi tại vì còn phải lo cho gia đình nữa, rồi lo cho con cái này kia nữa đó, còn bà thương quá bà. Đó, vậy đó. Đó mọi người thấy không, dù là lớn tuổi, dù là có con có cái nhưng mà không có lệ thuộc vào con cái, vẫn muốn bươn chải, vẫn muốn kiếm tiền để tự mình lo cho bản thân và phụ giúp con cái luôn, rất là quý cô luôn, thật là khâm phục. Đó mấy bạn trẻ ơi, thấy không, tuy là lớn tuổi rồi, cô là 78 đó, 78 tuổi đó quý vị, nhưng mà cũng nhìn cô rất là xuân luôn, rất là vui vẻ, không có gọi là khó khăn hay gì hết. Thường thường người ta nói là lớn tuổi tí xíu là sẽ hơi bị khó khăn, nhưng mà tới Vân quay nói chuyện cô rất là vui vẻ luôn. Rồi bây giờ cô trộn cho con một bịch 30 cho bé nè, với lại hai bịch cho người lớn. Có cần cô phụ không ạ? Một bịch 30.000 cho bé. Mang về con gót đau chân quá. Cô hỏi bữa đó quay chú quay vui không? Vui không? Hồng lắm. Mỏi chân quá à không ơi. Đợi chút nha. Chú. Xin lỗi quý khán giả nha, Vân mang giày cao gót ngồi chùm hổm bị tụ huyết áp. Trời ơi coi kìa. Đó. Ở đây chắc là mấy đứa bé bé cỡ 10 tuổi hay là 7-8 tuổi chắc ăn cũng nhiều cô ha. Ít quá. Ít hả cô? Người lớn là ăn nhiều hả cô? Người lớn ăn, người mẹ ăn không à. Người dạ. ủng hộ không à. Dạ. Ủa cô, hôm bữa ông xã con á, anh Colomen á, ảnh qua quay cho cô á. Rồi lúc đó là bữa đó là ảnh chở cô qua công ty coi bên chỗ quận Bình Thạnh á, cô nhớ không? Nhớ. Dạ. Quay cái nhà là mấy lần lần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, cô nhớ rồi. Nhưng mà bữa đó cô thấy vui không? Vui. Có mệt mình. Không? Có mệt không? Mệt nhưng mà vui đúng không? Mừng. Hình như bữa đó cô cũng bán được khá khá rồi cô ha. Ở đây có một cái không gian khá là rộng, nhìn ra là nguyên cái ngã ba luôn, đối diện là có một cái cây xăng. Cái không gian khá là rộng luôn và rất là dễ thấy được cô, tại vì cô ngồi ngay cái góc đường chính luôn. Đó cho nên là quý khán giả mà có muốn ủng hộ cô là cứ đi ngang qua cái cung văn hóa này là thấy cô ngay luôn. Con xin lỗi con chưa có hỏi tên cô tên gì ạ? Nguyễn Thị Điền con. Cô tên Điền ạ? Ừ, Điền, Nguyễn Thị Điền. Hay quá, ông xã con tên
thiệt là tâm điền luôn á chứ con. Hồi tối có nói, bữa đó có nói với bà. Dạ. Bữa đó có nói với bà đó con. Dạ đúng rồi. Bà cũng điền, con cũng thanh điền mà. Điền là đất đó cả nhà. Đất. Trời ơi, dễ thương quá. Mà sao ông xã không? Dạ. Bà nói không phải bà nịnh đâu. Dạ. Bà và ông xã ông điền phúc hậu quá. Dạ. Nói dạ. Con có muốn thấy con không? Đây để con tháo cái khẩu trang ra cho cô nhìn. Ai đâu thấy đường, mắt mờ mờ. À vậy hả, bị mờ mắt hả? Không thấy đường. Dạ. À cái này là trộn xong rồi. Đây con phụ ạ. Vậy bé ra là con là bà xã của cái cậu. Dạ đúng ạ. Tại vì ông xã con là quay nhiều trường hợp ở những cái chỗ rất là xa. Ví dụ như là Cần Thơ nè, Bến Tre nè. Nhưng mà xa quá thì con không có đi được. Tại vì con vướng hai đứa nhỏ nhà con nữa. Với lại nhiều một số công việc ở chỗ làm của con nữa đó. Cho nên là những cái trường hợp nào gần gần như thế này thì con sẽ ra con ủng hộ thêm một lần nữa. Đây con cột nha. Con có nghe bà có nghe rồi giờ hai bịch người lớn. Dạ đúng rồi. Để riêng ra là con ăn với lại cái bạn đang quay phim cho con ăn. Xin lỗi, đứng lên tí nữa, mỏi quá. À. Món ăn này là một trong những món ăn đang rất là hot, gọi là món ăn đường phố á cả nhà. Vân còn thích thêm một cái món nữa đó là món gì nữa cơ? Bánh tráng nướng á cô. Bánh tráng gì? Bánh tráng nướng là mình có hành lá nè. Biết rồi bà, có chân cút. Dạ bà có làm mà bán rồi nhưng mà dạ, nhưng mà cái đó phải nhúm lò này kia nóng mất hồi mờ làm được. Dạ đúng rồi, cái đó phải nhanh tay á. Nhưng mà chậm chậm là nó sẽ bị cháy liền. Cho nên là nó không phù hợp với cô đâu. Phải là trẻ trẻ này kia đó mới nhanh tay được. Hôm bữa ông xã con quay cho cô là cô cũng bán như đây hay là cô có bán thêm không? Không. Bán nhiều hơn không? Không, cũng như đây thôi đó hả? Trời ơi. Cũng có giống như đây thôi nha cả nhà. Cô ăn nữa không? Dạ ăn ạ. Đến mua ủng hộ cô đúng không cô? Đồng. Dạ. Mà như như nó đang muốn khen con đó, nó vợ của ông chủ của nó hả? Phúc phận á. Cảm ơn cô. Đồng thật và nói thật. Dạ. Đó cho nên là những cái chương trình của ông xã con khi mà đã quay lên YouTube rồi á thì con cũng muốn ghé lại cô. À, để cho quý khán giả đây cũng lúc nào cũng nhớ cô để ra ủng hộ cô tiếp tục. Tại vì sợ khi mà cái chương trình đã phát rồi á, một thời gian rồi cả mọi người không có nhớ rồi để ra ủng hộ để giúp đỡ cô tiếp tục á. Cho nên là thông qua cái chương trình này cũng kính mong là quý khán giả sẽ luôn ủng hộ cô và những gọi là gì? Những quên rồi. Những cái trường hợp giống như thế này nha quý khán giả. Tại vì dù là cô lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn đi kiếm tiền nè, vẫn lao động rất là chân chính luôn. Rất là quý. Rồi, cái này là một phần hả cô hả? Một phần cơ. Dạ, rồi thêm phần nữa là xong. Đứng lên nữa nha. Nó tiếc luôn bà. Mấy cô kia khen đặng mà quá mà nó tiếc mà mờ mà không thấy con nữa. Dạ không sao ạ. À. Ủa nhưng mà cô có mang kiến ở nhà không? Không con. Dạ. Bà mình lạ quá thì không. Nên nó ảnh hưởng đến tiền hệ mà. Dạ đúng rồi, lớn tuổi là sẽ bị những cái vấn đề về xương khớp á. Cho nên là rất là khó khăn khi mà đi lại, lâu lâu hay bị đau nhức nữa.
rất là từ tốn, chọn từng mực rất là khoan thai. Cái này mà bán mà đông đông người tí xíu không biết sao chọn mà nhanh được luôn á. Cái bánh tráng của cô á, nó là một cái bánh tráng rất là mỏng. Và cái bánh tráng này á, mình ăn rất là dễ chịu. Tại vì có những cái bánh tráng nó sẽ hơi bị dày, nó dẻo á. Nó sẽ nhai nó hơi bị mỏi miệng. Bánh tráng này sẽ giống bánh tráng Tây Ninh không cô? Dạ, nó mỏng mỏng. Rồi. Dạ, con bỏ ra đây cho con. Dạ, xong rồi. Con cái bịch lớn nữa. Dạ đây ạ. À. Thôi được rồi. Rồi cô bỏ đây cho con. Rồi, xong. Coi như là hôm nay là đây là sẽ là cái món ăn buổi tối của con. À cô ơi, con gửi tiền bánh tráng ạ. Thì bánh tráng thì 20 với 15 là 60. Dạ. Dạ. Còn đây là một tấm lòng của con gửi đến cho cô, con lì xì cho cô. Và đây là tiền bánh tráng, cô khỏi phải thói cho con nha. Dạ. Dạ, con chúc cô là sẽ thật là nhiều sức khỏe, với lại buôn may bán đắt, gia đình lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Con cũng cảm ơn con. Dạ. Hôm trước thì chồng, mà bữa nay thì vợ tới ông dạ. Cho bà rất là quý lắm, ơn nhiều lắm dạ. Như con. Dạ. Dạ thôi con, hôm nay cô ráng bán sớm, về sớm nghỉ ngơi nha. Bây giờ thì con chào tạm biệt cô, hẹn gặp lại cô. Dạ. Chào quý khán giả nha. Dạ, con về nha. Con nha. Dạ.